Người người, nhà nhà cùng nhau hiến đất, vùng đất nông thôn đang dần chuyển mình mạnh mẽ. Bây giờ thì khang trang rồi, rất rất đẹp. Và không phải một mình vui mà còn nhiều người khác nữa vui cơ. Thì khi thấy cái đúng thì ủng hộ làm theo. Đây là cái niềm tin của người dân. Vâng, ở đâu có đường thì ở đó sẽ phát triển. Nhưng không phải lúc nào chính quyền địa phương cũng có đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông tại địa phương của mình. Và ngay những lúc khó khăn ấy thì chính những người dân sẽ là nguồn lực mạnh mẽ nhất thông qua hành động hiến đất để làm đường, dẫu cho đó có đang là tài sản lớn nhất của họ. Và tại huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước thì câu chuyện về người nông dân đầu tiên đốn hạ cây cao su bàn giao mặt bằng cho địa phương đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Cô Đặng Thị Lùng, nay 65 tuổi. Huyện còn nghèo, tỉnh còn nghèo lắm con ơi. Thôi giờ cán bộ người ta vận động nhà nước, nhân dân cùng làm thì mình hiến đi cho bà nhà nước người ta làm cho mình có đường. Từ suy nghĩ giản đơn là địa phương vẫn còn nghèo, không đủ kinh phí để vừa có thể đền bù giải phóng mặt bằng, vừa có thể làm đường. Vợ chồng bà Lùng, tuổi ngoài 60, quyết định hiến gần 1 hectare đất mà chẳng cần cán bộ phải đến vận động quá nhiều. Dù phải chịu nhiều điều ra tiếng vào về quyết định táo bạo ấy, nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai. Bởi bà biết là nếu không có đường giao thông, thì nơi này mãi là đất rẫy, đất ruộng, chẳng thể phát triển và cũng không ai muốn đến. Nhiều người ta nói sao mà ông dốt này cũng ngu, ông hiến, thì cô trả lời là dốt rồi, ngu thêm khúc nữa có sao đâu. Vừa đùa đùa giỡn giỡn vậy, dốt rồi ông, tự vì chú tin dốt. Mình hiến cái người ta thấy được á, người ta mới bắt chước người ta hiến, chứ cô hiến đầu tiên là chưa ai hiến đâu. Nói là làm, chẳng lâu sau đó người dân xung quanh cùng nhau hiến đất, giao mặt bằng cho chính quyền. Rồi đường cũng làm xong, bà cũng an nhàn hơn, ngày ngày cùng chơi với cháu, sáng sáng lại ra đường thể dục. Giờ cũng được, cô xây được 3 phòng cho thuê, hiện tháng cũng được 2 ông bà được 6 triệu ăn, đâu có phải đi cạo nữa. Bà con đi làm công ty là sáng người ta đi đông lắm, chiều người ta về cũng đông. Rồi bà con tự trên đó người ta đi thể dục, tới trên đây rồi người ta về đông lắm, sáng sủa hơn. Tuyến đường đầu tiên theo chủ trương nhà nước, nhân dân cùng làm đã hoàn thành. Người người phấn khởi, nhà nhà vui mừng, giao thông thuận lợi, kinh tế, giao thương phát triển. Mọi thứ như được thầy già đổi thịt. Từ ngày nhà nước quan tâm tới á, rồi mở đường xá, rồi đổ dầu, rồi dân chúng đi phấn khởi. Bây giờ thì khang trang rồi, rất rất đẹp. Vâng, con đường đầu tiên do người dân hiến đất nối thẳng từ trung tâm đến khu công nghiệp đã và đang mang lại những hiệu quả rất to lớn. Giờ đây thì bà con ở vùng đất Đồng Phú đã không còn phải lo cảnh lầy lội kẹt xe mỗi giờ cao điểm nữa. Và quan trọng hơn, kinh tế cũng nhờ vậy mà phát triển đi lên. Nhờ sự lan tỏa ấy mà mới đây, khi chính quyền địa phương vừa triển khai tiếp 5 tuyến đường giao thông trọng điểm, thì hàng trăm hộ dân đã cùng bảo nhau tiếp tục hiến đất, góp thêm nguồn lực quan trọng cho địa phương. Trong tương lai, con đường lộ rộng hàng chục mét sẽ đi qua khu vực này. Đồng nghĩa với việc nhà chị Thảo sẽ mất khoảng hơn 2,5 hectare đất sau nhiều lần bàn bạc với chồng. Dù có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định cưa cây, hiến đất làm đường. Cũng có một số người, người ta nói là mình hay là thích thành tích hay thích thế nào đó, nhưng mà dân thì cũng có nhiều người ý kiến nọ ý kiến kia, nhưng mà mình thấy thuận lợi và mình thấy cái hướng của mình đúng thì mình làm. Nhìn thấy công đường khác làm xong khang trang thông thoáng, nên khi biết đất của mình cũng nằm trong dự đường, ông Thành không ngại ngần hiến hơn 2.000 mét vuông đất. Điều đáng kinh ngạc là không chỉ với một mà ông Thành còn quyết định hiến đất cho tới 2 công đường. Người nông dân thì người ta cần cái đường để người ta đi sản xuất. Ví dụ như nhà chú đây thì nếu mà không có đường đi thì rất khó khăn cho cái việc vận chuyển về nông sản. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng trăm hộ dân tại huyện Đồng Phú đã tự nguyện hiến hàng chục hecta đất cho các dự án làm đường. Người này truyền người kia, thậm chí tự vận động nhau để làm điều ý nghĩa này. Cái đó là đúng. Thì khi thấy cái đúng thì ủng hộ làm theo thôi. Thì tôi nghĩ là nếu tôi ủng hộ thì những người bạn tôi và những người thân của tôi hoặc là những người mà là biết tôi cũng sẽ vận động họ sẽ ủng hộ. Tôi nghĩ là con tôi sẽ rất tự hào. Nó nói rằng là trong các tuyến đường này, đúng không? Là cũng gia đình tôi và cha mẹ của nó là cũng có một đóng góp một phần nào đó nhỏ bé rồi. Thông qua cái việc gọi là hiến đất làm được.
Đây là cái niềm tin của người dân. Khi chúng ta đi vào vận động nhân dân thì chúng ta phải làm sao tuyên truyền, làm sao để người dân nhận thức được, hiểu được là cái lợi ích và cái quá trình triển khai cái dự án nó sớm thực hiện. Nhờ sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết trong dân mà tính đến thời điểm này, nhiều diện tích đất hiến đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến hết năm nay, các con đường sẽ tiến hành công tác thi công. Với 5 tuyến đường trọng điểm, trong đó đường hẹp nhất là 32m và rộng nhất là 64m, diện tích đất mà người dân sẽ hiến là 99,08 hectare. Hiện nay thì người dân đã đồng ý hiến 50% diện tích này, với chủ trương đến năm 2025 sẽ thông hết tất cả các tuyến. Vâng, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của người dân và sự quyết tâm rốt ráo từ chính quyền địa phương, người dân có quyền kỳ vọng vào một sự đổi thay trong tương lai gần và xa hơn, đó là động lực tạo đà phát triển cho mai sau. Mấy chục năm làm rẫy ở đây, chưa bao giờ người đàn ông này nghĩ sẽ có một ngày có đường lớn đi ngang nơi đây. Trước nay, để vào được rẫy của mình và để cho các em nhỏ đi học được an toàn, ông cùng những người dân xung quanh làm cây cầu nhỏ qua suối để di chuyển. Nên này hay tin có đường lớn sắp phóng qua trên chính mảnh đất của mình, ông vui mừng khôn xiết. Từ hôm khai trương đến giờ là nhanh lắm. Bà con cũng kịp thời như thế là cắt, tôi cũng mê ra tôi cắt theo. Để cho nhà nước làm được đến đâu thì làm nhanh được ngày nào tôi mừng ngày đó. Và không phải một mình vui mà còn nhiều người khác nữa vui cơ. Hiến đất làm đường đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. Bởi đó không chỉ là vì sự phát triển của họ ở thời điểm hiện tại, mà bà con ở đây đều hy vọng điều này sẽ là bước đệm cho sự phát triển lâu dài. Tôi cũng rất kỳ vọng là nó thành công để cho cái nền kinh tế xã hội ở địa phương chúng ta nó phát triển, để nó ngang tầm với, nó không được ngang tầm thì nó cũng phải là gì, nó giảm sự chênh lệch đi với những cái địa phương bạn. Hiện 50 đường khác cũng đang được triển khai. Đây đều là những cung đường trọng yếu, không chỉ có ý nghĩa về giao thông, kinh tế, mà đó còn là những kỳ vọng về sự chuyển biến của vùng đất vốn chính yếu là sản xuất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp. Mạng lưới giao thông được kết nối, liên thông và sẽ thu hút được các cái doanh nghiệp về đầu tư trên các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những khu ở nông thôn cặp bên hai những tuyến đường này, thì nó sẽ tạo thành được một cái khu ở nó khang trang và những cái tuyến đường này nó sẽ là tô điểm thêm cho cái đô thị và những cái khu vực nông thôn. Ngay sau khi người dân quyết định hiến đất để làm đường giao thông thì công tác giải phóng mặt bằng cũng rất nhanh chóng được chính quyền địa phương thực hiện. Và không lâu nữa đâu, khoảng hơn một năm nữa thôi, ngay vị trí tôi đang đứng đây sẽ trở thành một tuyến đường giao thông rộng khoảng 42m. Và đây sẽ là một trong những tuyến đường quan trọng để nối đến với khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Phước. Tôi nghĩ là cái hạ tầng nó được thì tất cả mọi cái thứ đều được cả. Đó là ước mơ của người dân.